Hello, chào các anh chị ạ. Alo, nghe thấy không ạ? Chắc mạng hôm nay có vẻ hơi yếu. Đầu xuân thì gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể anh chị em. Hôm nay em về hơi muộn một chút bởi vì buổi trưa thì có một cái lịch họp mặt đầu xuân với anh chị cùng phòng nên là em bây giờ mới về. Một số cái tin nhắn thì chút xíu này em sẽ trả lời sau, nhưng mà bây giờ em xin được trực tiếp với anh chị để thông báo với anh chị về cái họp mặt đầu xuân năm 2017 á. Thì ở cái thông báo dưới này này, thông báo phía dưới á, thì sáng ngày mai là thứ Bảy, tuần thứ nhất của tháng 2 thì em sẽ trực tiếp họp mặt đầu xuân với lại hai cái nhóm, đó là cái nhóm Mạnh Thường Quân với lại cái nhóm mà gửi báo cáo á. Em có thông báo ở phía dưới đây đây. Được anh chị, là em có gửi cái thông báo cho anh chị ở phía dưới đây này, anh chị đọc, vui lòng liên hệ và đọc dùm em. Anh chị có nghe thấy không ạ? Nếu mà nghe thấy thì cho em cái bình luận ở phía dưới để em biết ạ. Thì sáng ngày mai thì em sẽ họp mặt đầu xuân với lại tất cả các anh chị là những người mà tham gia ủng hộ em trong cái thời gian vừa qua, cộng với là các anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh thuộc cái nhóm Mạnh Thường Quân và cái nhóm nhận báo cáo định kỳ á. Thì cái địa chỉ họp mặt là ngay cái chỗ cầu Ông Hóa, rẽ tay mặt, rẽ tay trái, đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2. Đây là cái địa chỉ. Anh chị cứ chạy thẳng đường Nguyễn Văn Hưởng, vừa qua cầu Ông Hóa này này thì rẽ tay trái thì sẽ đến một cái chỗ mà hotel Service á. Đây, anh chị nhìn thấy cái chỗ này này, hotel Service Serena. Cái này thì nhóm sau này sẽ là cái trụ sở chính của nhóm, và nhóm mới nhận để cho thuê cái khách sạn dịch vụ này. Sau này thì em sẽ phát triển cái khách sạn dịch vụ này. Nên là anh chị là sáng ngày mai nếu bớt chút thời gian rảnh thì tới họp cùng với nhóm. Thì có điều gì cái gì mà còn đang chưa còn thắc mắc ấy thì anh chị vui lòng là liên hệ với lại hai cái số điện thoại ở dưới, hoặc là liên hệ inbox với lại Facebook của em để em hướng dẫn cho cái địa chỉ. Thì sáng sớm mai thì chúng ta sẽ họp mặt, tại đây. Đó là cái thứ nhất. Thì buổi chiều nay thì cũng xin lỗi các anh chị là hứa với anh chị là 1:30 thì trực tiếp, nhưng mà em có bận một chút việc nên làm về hơi muộn, nên bây giờ em mới trực tiếp được. Thì đầu xuân năm mới thì gửi lời chúc phát tài tới toàn thể anh chị em. Thì thưa với anh chị là cũng theo cái nhận định của Thắng về cái cổ phiếu Thế Giới Di Động này, của Techcom này và đến Vinamilk. Có những cái video trước đây thì Thắng có nói về Vinamilk, thì vài cái nhận định gần đây thì nó cũng cho ra một số cái kết quả cũng khá là tích cực. Thì tiếp theo đây thì em cũng xin được đưa ra một cái nhận xét sớm về cổ phiếu ngành dầu khí. Nhiều anh chị sẽ băn khoăn là tại sao lại là ngành dầu khí, và kết hợp đó thì cũng có ngành ngân hàng. Thì theo dự báo của em thì là sẽ đang đi vào nhịp điều chỉnh. Em sẽ báo cho các anh chị biết là thời điểm nào là thời điểm có thể xem xét, sẽ báo cho anh chị cái thời điểm xem xét. Chắc chắn hứa với anh chị là như thế, sẽ báo với anh chị cái thời điểm nào để vào lại ngân hàng. Bởi vì với những cái tín hiệu mà hiện tại thị trường đang cho ra, những cái tín hiệu hiện tại á, thì rõ ràng là ngành ngân hàng cũng vẫn là khá là tích cực, trong thời gian tới. Thì em mở cái biểu đồ ra vừa rồi ta, và đưa ra cho anh chị vài cái nhận xét về giá dầu cũng như ngành dầu khí, để có anh chị có cái nhìn tích cực hơn. Nhưng mà em lưu ý là bởi vì cái việc chính của em là sẽ thông báo với các anh chị là sáng ngày mai thứ Bảy ngày mùng 4 tháng 2, tức ngày mùng 8 Tết á, thì em sẽ họp nhóm đầu xuân, tại cái địa chỉ là Cầu Ông Hóa, ngay đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2. Tại đây thì các anh chị ghẹo tay trái sẽ vào cái khách sạn, cái khách sạn dịch vụ mà nhóm chúng ta sau này sẽ quản lý và cho thuê cái này. Em đang xét cái này, đó là khách sạn Serena 32 Nguyễn Văn Hưởng. Ok anh chị nhớ chưa? Ok anh chị ha. Địa điểm này thì ok rồi, không gì là tốt hơn. Đây sẽ là cái trụ sở của anh, gọi là tổng hành dinh của cái nhóm chúng ta luôn. Sáng mai thì khoảng tầm 8:30 anh chị vui lòng có mặt, có gì không nó thì gọi điện cho hai số điện thoại em để dưới đây. Rồi em nói tiếp về ngành dầu khí. Ngành dầu khí thì với những cái bất ổn hiện tại, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cái cuộc điện đàm tối ngày hôm qua em có biết đó, giữa hai người đồng cấp là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Mexico á, thì ông Trump ông đang có phần là muốn gây lộn với lại nói với lại người đồng cấp rằng là nếu như mà các anh không xử lý được một số vấn đề nước của các anh thì chúng tôi sẽ đưa quân sang, thì đây cũng là cái lời cảnh báo gọi là dọa nạt. Mặc dù vậy nó cũng là cái điểm gây nên những cái bất ổn trong thời gian tới. Giá vàng và giá dầu thì sẽ tích cực, sẽ tiến triển theo hướng là đi lên, và đây cũng là cái dự báo cho cái câu chuyện ngành dầu khí, dự báo sớm cho câu chuyện ngành dầu khí. Đó là điểm thứ nhất. Hiện tại thì theo cái biểu đồ của ngành giá dầu đây, trong cái trang live chart giá dầu, đây anh chị đang ở tích lũy ở vùng 54 đô la Mỹ một thùng. Chờ em chút xíu cho nó ra cái biểu đồ giá dầu. Mạng có vẻ hơi yếu, em thấy trực tiếp từ giờ tới hết giờ luôn. Sau đây em sẽ quay lại thị trường một chút, đây chị, mạng nó có vẻ hơi yếu một chút. Hiện tại đang là 53,82 đô la Mỹ một thùng, đang tích lũy tốt ở vùng này để cho một cái xu hướng bứt phá mạnh trong những ngày tới. Đây anh chị, đây là biểu đồ giá dầu, theo mỗi cây nến này là một ngày. Nếu tối nay hoặc tối ngày mai mà giá dầu bứt mạnh thì cổ phiếu ngành dầu khí sẽ có một cái nhịp tăng khá là tích cực trong một vài phiên tới, dự báo sớm trong một vài phiên tới. Đó là về giá dầu. Thứ hai nữa là một cái bất ngờ lớn ở GAT, đó là kết quả kinh doanh tích cực. PVD và PVS cũng sẽ có kết quả gọi là tạo đáy, tức là suy giảm cuối cùng trong cái đợt suy giảm. Vì vậy nên em mới gọi cái dự báo về ngành dầu khí là dự báo sớm. Nhìn nhận cái kết quả kinh doanh quý tư năm 2016 sẽ là theo dự báo của em và nhóm phân tích thì nó sẽ là kết quả kinh doanh tiêu cực cuối cùng của ngành dầu khí Việt Nam, bước sang một cái chu kỳ tạo đáy và tăng trưởng tốt của cổ phiếu ngành dầu khí. Đó là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba nữa là tại những thời điểm này là những thời điểm sớm, thì em sẽ quay sang nói thêm với anh chị về một cái câu chuyện, đó là cái chuyên đề không có bữa cơm nào miễn phí. Tuy vậy luôn có những buổi tiệc chung vui, nhưng luôn có những buổi tiệc chung vui. Tại sao em lại nói như vậy? Nhiều anh chị sẽ đặt vấn đề là cái câu chuyện này nó có vẻ là mâu thuẫn, nhưng thực tế thưa với các anh chị rằng là nó không hề mâu thuẫn là một chút nào cả. Nếu như là cơm á, theo cá nhân của em nhận thức vấn đề á, nếu là cơm á, thì thường là theo cái trường phái đầu tư, tức là cái tính chất thường xuyên, liên tục, và nó không hề miễn phí. Nó cần phải có một cái kiến thức tài chính đủ hiểu biết, đủ kiến thức tài chính, đủ cái phân tích, đủ những cái hiểu biết nhất định để tìm được một cổ phiếu tốt mà giá dưới giá trị thực, rồi sau đấy đầu tư. Thì luôn luôn không tồn tại những cái bữa cơm miễn phí, không tồn tại những cái cổ phiếu mà gọi là dưới giá trị thực mà lại là cổ phiếu tốt. Chuyện đó là chuyện rất là khó, chuyện đó là câu chuyện khó có thể tìm kiếm được, thì nó thường phải cần có kiến thức và kinh nghiệm nhất định thì mới tìm ra. Nhưng luôn tồn tại những cái nhưng mà luôn tồn tại những cái buổi tiệc chung vui ấy. Thì tại sao em lại gọi là cái buổi tiệc? Bởi vì thường với cái cách đầu tư mà cái sự nhanh lẹ của những nhà đầu tư nhỏ như anh chị em và chính bản thân em, thì em thấy thế này này, chúng ta luôn luôn vội vàng trong các cái quyết định đầu tư mà không nhất thiết là phải mua tích lũy. Bởi vì thường là những cái buổi tiệc chung vui, tức là thường là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái dấu hiệu rõ ràng của một chu kỳ sóng thì chúng ta có thể vào lệnh tại thời điểm đó, thì cái lợi nhuận là nó sẽ nhanh và hiệu quả hơn, thay vì là phải mua tích lũy. Em lấy ví dụ, khi chúng ta nhìn thấy cái dấu hiệu của cổ phiếu mà tích lũy về mặt khối lượng, em lấy ví dụ đây anh chị xem, ví dụ BIDV chẳng hạn, không cần phải mua tích lũy, không cần phải mua tích lũy, mà chỉ cần là chúng ta nhìn thấy dấu hiệu về đột biến khối lượng thì chúng ta có thể là vào lệnh. Đây anh chị, những cái phiên đột biến của BIDV là những phiên mà anh chị có thể vào lệnh, và đến ngay bây giờ anh chị có mua muộn một phiên cũng vẫn là tích cực. Đây em chỉnh lại mấy cái chỉ số để cho nó mượt hơn. Đây, với những phiên đột biến khối lượng như này, anh chị có thể xem xét hai phiên đột biến khối lượng, có thể xem xét vào những phiên này. Thì thường á, khi mà nó đặt đột biến khối lượng thế này này, anh chị nhìn nửa phiên là cũng có thể thấy được cái khối lượng đột biến, thì anh chị có thể vào gọi là bữa tiệc chung vui á. Thì trong một cái bữa tiệc mà gọi là những cái cổ phiếu mà nó tăng á, thì theo cái cách nói chung là không biết nói thế nào để cho anh chị hiểu được là cái phương pháp mua như thế này để cho nó gọi là lăn theo sóng á, thì anh chị có thể góp mặt vào. Thì trong cả một cái chu kỳ, cái đoạn tăng dài của một cổ phiếu thì anh chị vào lúc nào cũng được, nhưng em đang muốn lập luận ở đây đó là vấn đề đó là lúc mới bắt đầu tiệc hay là lúc tàn tiệc, hay là lúc tàn tiệc. Vậy biết đâu là lúc mới bắt đầu tiệc và khi nào là lúc tàn tiệc? Thì luôn luôn có những họ sẽ chào đón luôn luôn các cổ phiếu như thế này, mà khi mà tăng trưởng về mặt cả về mặt khối lượng lẫn về mặt giá trị á, thì luôn luôn chào đón các anh chị vào đúng vào thời điểm đó. Đây này, 3 phiên liên tục này anh chị luôn luôn có thể vào lợi để kiếm được lợi nhuận từ BIDV. Đó là những cổ phiếu, ví dụ như hay là một cổ phiếu khác, ví dụ như AAA. Đây anh chị, đây là những cái thời điểm mà anh chị có thể xem xét vào lợi, bởi vì nhìn thấy cái giai đoạn trước nó tích lũy và nó có khối lượng đột biến. Thậm chí anh chị mua phiên này thì bởi vì cái đội đánh nhóm này nó hơi là khó chịu, nhưng mà vẫn không lỗ, mua ở đây vẫn không lỗ. Thì 3A cũng là một cổ phiếu nhìn được. Bên cạnh đấy nữa, ví dụ như cổ phiếu ngày hôm qua anh chị có thể vào Vinamilk. Tại sao em nói rất nhiều về Vinamilk nhưng ngày hôm qua, hôm kia thì mới vào lại. Đây này, anh chị nhìn đi, đây, khối lượng này đang rất là thấp, rồi sau đây có khối lượng cao, anh chị thì nhìn thấy không? Khối lượng cao đột biến, 2 phiên khối lượng cao đột biến thì anh chị có thể xem xét vào lại là sẽ có lợi ích từ Vinamilk. Và nhìn biểu đồ thì Vinamilk khá là đẹp. Đây là cổ phiếu mà ngay từ phiên hôm qua hoặc phiên hôm nay anh chị vẫn có thể xem xét vào lệnh được. Sẽ có một chu kỳ tăng mới của Vinamilk. Đó, ví dụ Vinamilk chẳng hạn. Là nhìn thấy những cái dấu hiệu, đây là những bữa tiệc mà anh chị có thể tham gia. Hoặc Thế Giới Di Động chẳng hạn. Thế Giới Di Động nói rất lâu, em có dự báo sớm về Thế Giới Di Động. Đây, những cái phiên này đột biến khối lượng này và những cái phiên mà tích lũy gần đây này, anh chị vẫn có thể tham gia. Đó là Thế Giới Di Động. Cotecom cũng vậy. Cotecom có những phiên đột biến về khối lượng. Đây, có những phiên đột biến mạnh về khối lượng, anh chị tham gia được. Đây này, những phiên này là những phiên đột biến về khối lượng này, có thể tham gia được. Và ngay bây giờ điều chỉnh vẫn có cơ hội để tham gia Cotecom, vẫn tham gia Cotecom được. Đó là những cái mà em đang muốn lập luận nói chuyện với các anh chị về cái việc mà nếu mà đầu tư giá trị á, thì không bao giờ miễn phí cả, phải có cái sự phân tích nhất định, phải có những cái phân tích về hiểu biết nhất định thì nó không bao giờ có miễn phí. Nhưng khi mà đầu tư theo cái trường phái tức là nhỏ lẻ như anh chị em mình á, thì chúng ta là chỉ cần là canh đúng thời điểm, tìm đúng cái vị trí, và khi nào tiệc bắt đầu chúng ta tham gia thì lúc đó chúng ta sẽ tìm kiếm được những cái cơ hội về lợi nhuận tốt nhất có thể và nhanh nhất có thể. Đó là những cái ví dụ mà để em muốn nói thêm về cái việc bởi vì giải thích qua cái video á, thì nó hơi khó giải thích và cũng một phần nào đó là nó không biết diễn đạt thế nào với anh chị. Nhưng mà trong em sẽ có một cái bài phân tích chi tiết về các cái chỉ báo Ichimoku và một số cái chỉ báo kỹ thuật để anh chị tìm kiếm, tức là đưa những cái thứ em dự báo, ví dụ như em dự báo về Vinamilk này, em dự báo về ngành ngân hàng trước đó này, em dự báo Thế Giới Di Động này, Cotecom này, dự báo những cổ phiếu nào đó thì anh chị đặt nó lên trên cái bảng cân đo đong đếm. Tại cân đo tức là cái danh sách, list danh sách cổ phiếu theo dõi. Ví dụ như là em hay xem cái bảng giá của Tân Việt chẳng hạn. Nói chung là em xem bảng giá nào cho thân tiện thôi. Thì ta đưa cái cổ phiếu đó lên cái bàn theo dõi của mình, đưa những cổ phiếu lên cái danh sách theo dõi. Sau đấy ta nhìn và tìm những cái điểm đột biến để ta vào. Đó là những bữa tiệc mà gia chủ luôn luôn chào đón tất cả mọi người, và đặc biệt là những cái nhà đầu tư nhỏ mà ít tiền như anh chị em và bản thân em. Thì có những phiên như thế này là những phiên anh chị nên tham gia. Đây, những phiên khối lượng đột biến như thế này là nên tham gia. Chắc chắn có ăn trong ngắn hạn. Ví dụ như thế. Thì đó là cái chuyên đề mà em đang muốn nói tới. Để diễn đạt chi tiết hơn nữa thì chắc là để chút xíu em sẽ nói thêm. Thì hiện tại bây giờ đang gần cái cuối phiên giao dịch, thì anh chị tiếp tục theo dõi cái video thì em sẽ nói thêm chút xíu, ủng hộ em bằng like. Em muốn cái video đầu năm và cũng là cái thông báo họp mặt đầu năm vào ngày mai tại cái địa chỉ em nhắc lại nữa, là cái địa chỉ đó là ngay cái khách sạn dịch vụ mà nhóm mình sẽ có khả năng sẽ sau này sẽ là quản lý. Em đang đàm phán với chủ của khách sạn này quản lý và cho thuê, thì là ngay cái địa chỉ là vừa qua cầu Ông Hóa, thẳng cái đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2, quẹo trái thì sẽ đến. Kính mời anh chị họp vào lúc 8:30 sáng mai thứ Bảy ngày 4 tháng 2. Em sẽ trực tiếp gọi là trực tiếp pha cà phê mời các anh chị trong nhóm Mạnh Thường Quân và nhóm nhận báo cáo ở sáng ngày mai. Có gì không nói thì liên hệ vào hai số điện thoại này, thì em sẽ hướng dẫn cái đường đi cho các anh chị vào sáng mai lúc 8:30. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng bàn về cái câu chuyện là chè tam diệu tứ, mà gọi là không có cái cuộc vui nào không tàn. Thì em muốn nói đến cái việc mà luôn có những cái bữa tiệc. Cái bữa tiệc này thì xoay đi xoay lại cũng có cái vấn đề là rồi nó cũng tàn thôi, nhưng mà mình nhận biết được lúc nào khai tiệc, lúc nào chung tiệc và lúc nào là gọi là kết thúc tiệc. Anh chị vào một cổ phiếu mà nó tại thời điểm nó kết thúc tiệc thì sẽ bị thiệt hại trong ngắn hạn. Mặc dù có thể cổ phiếu đấy sẽ tăng về mặt dài hạn, nhưng hy hữu sẽ tìm được những cổ phiếu tăng dài hạn. Còn lại nếu anh chị vào ngay cái lúc mà mới bắt đầu tiệc thì những cái tiệc vui lớn thì thường là sẽ được quý góp mặt rất nhiều. Trong tất cả những cái dự báo gần đây em đều dự báo sớm để anh chị có cái định hình cho cái câu chuyện là cổ phiếu nào bắt đầu sẽ có dấu hiệu của việc tích lũy để tạo nên một cái bữa tiệc lớn. Mình chỉ đưa vào danh sách theo dõi, đây, đưa vào một cái danh sách theo dõi, sau đấy nghiên cứu nó, nghiền ngẫm nó, sau đấy đúng thời điểm thì anh chị vào lệnh dùng em. Đó là lúc mà bắt đầu tiệc, thì lúc đó là mình là nhà đầu tư nhỏ nên vào lệnh rất là nhanh và ra lệnh rất là nhanh. 3 cổ phiếu em mang muốn anh chị theo dõi, đưa vào theo dõi trong tuần này và tuần sau, đó là ngành dầu khí. Đó là một. Hai nữa là cổ phiếu ngành ngân hàng đang có cái việc chuẩn bị có dấu hiệu của chuyện giảm điểm để tích lũy lại, và cái này cũng là cái kỳ vọng rất là chính đáng thôi, bởi vì sau một cái đợt tăng giá trước Tết thì việc giảm điểm là đúng. Và năm nay nó cũng là tiềm ẩn của khác cái năm ngoái, phiên chợ đầu năm thì tăng 6 điểm nhưng phiên chợ này thì có vẻ đang giảm lại, bởi vì đó là cũng đúng thôi. Trước Tết thì là tăng, thị trường tăng rất là tốt, tích cực nhờ vào ngành ngân hàng. Sau Tết thì ngành ngân hàng suy yếu đang có dấu hiệu tích lũy, thì đương nhiên thị trường giảm lại và không tăng giống những cái năm khác, bởi vì những năm khác cứ đầu năm ra là tăng rất là mạnh, nhưng năm nay đầu năm sẽ suy yếu nhưng theo hướng là tích cực. Anh chị cứ yên tâm mà nghiên cứu những cổ phiếu muốn đầu tư thì cứ xem xét để gọi là bình tĩnh theo dõi và mua vào trong những cái thời điểm phù hợp, không vội vàng, bởi vì năm 2017 là một năm khá là tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là thị trường chứng khoán toàn cầu. Nhiều cái điểm tiềm ẩn mà anh chị có thể xem xét được. ngành dầu khí, ngành ngân hàng. Một số cổ phiếu ngày hôm qua trên cái bài viết mà gọi là đầu năm về cái dự báo ngành của chủ tịch SSI á, anh Nguyễn Duy Hưng á. Đây anh chị. Thực ra bài viết này anh Nguyễn Duy Hưng á, bài viết này của anh Nguyễn Duy Hưng đã được đăng ở trên báo Cà Phê và các báo khác, nhưng em sẽ đưa lại cho anh chị cái nội dung của bài viết để anh chị có thể xem qua. Đây anh chị cứ tìm Nguyễn Duy Hưng này sẽ ra đây. Bài viết của anh Hưng, đây là bài viết trên Facebook của anh Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty chứng khoán SSI, một trong những công ty hàng đầu Việt Nam á, về công ty ngành chứng khoán hàng đầu Việt Nam á. Anh Hưng có nói là đầu tư cổ phiếu nào, đây là câu hỏi mà gần như nhiều anh chị hay hỏi em lắm, và anh Hưng trả lời là câu hỏi mà hầu hết các nhà đầu tư đều muốn nhận được câu trả lời từ những người có ảnh hưởng trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là anh Hưng. Thì nêu tên, anh em cho rằng là nếu nêu tên một cổ phiếu cụ thể là điều tối kỵ, bởi vì là nếu nêu tên mà công khai như thế này á thì nếu nêu tên một cổ phiếu tức là họ đã gián tiếp tác động vào giá của cổ phiếu ấy, giúp một số đối tượng sử dụng nhận định công khai để trục lợi thông qua việc tạo sóng, trong khi phần lớn các nhà đầu tư tham gia sóng sẽ thua thiệt. Thì đây là cái nhận định mà đúng và chúng chính xác của anh Hưng luôn, bởi vì đó nên em mới nói là nhiều cái gần đây á, mà em hay đưa công khai á, thì đó là cái điều mà tối kỵ, em đã phạm một cái điều tối kỵ đó. Bởi vì nếu đưa công khai thì sẽ gây ra những cái tác động về giá cả về tích cực và cả về tiêu cực. Với người nhanh Hưng mà đưa ra công khai một cái cổ phiếu thì là sẽ là tiêu cực, nhưng anh đã đưa ra ba cái vấn đề cốt lõi, và cái việc này đã được nêu ở trên báo Cà Phê và báo Người Đồng Hành rồi, em không nhắc lại nữa. Thì anh đã có nêu những cái vấn đề này, ví dụ như cơ hội đầu tư vào công ty hàng đầu trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, có lịch sử, người đứng đầu và bộ máy chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, mức tăng trưởng đều đặn trong các năm, thời điểm giải ngân sẽ là thời điểm mà PE như thế nào đấy. Cái này em sẽ có những chuyên đề chi tiết để nói từng cái ý một của anh Hưng cho các anh chị, giải thích cho những anh chị mới tham gia và những anh chị gọi là ở tầm trung của thì sẽ hiểu hơn. Ví dụ như là cái vấn đề có lịch sử đứng đầu như thế nào, bộ máy chuyên nghiệp ra làm sao, minh bạch, hiệu quả ra làm sao, mức tăng trưởng đều đặn như thế nào, rồi PE trung bình của năm trước thấp như thế nào, ví dụ như dưới 12, em thì em lấy dưới 10, anh Hưng mình lấy dưới 12. Hoặc là ví dụ như những cổ phiếu của doanh nghiệp nhà nước như này đây, anh chị lưu đọc đi đó, có tài sản đang được định giá thấp, thì thực ra anh muốn hàm ý nói tới hàng không Việt Nam, ACV, Sabeco, rồi mấy cổ phiếu mới, ví dụ PLX chuẩn bị lên sàn, ví dụ như là Vietjet, ví dụ như là ô tô Trường Hải, ví dụ như là một số doanh nghiệp nhà nước mà mới lên sàn đấy, và một số cái thương vụ M&A, ví dụ như là đây anh muốn nói tới SSI là những doanh nghiệp mà đã tỷ lệ sở hữu trên 51%, Vinamilk tỷ lệ sở hữu trên 51%, rồi muốn nói tới những cổ phiếu mà đã có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên 51% đấy, trên gọi là họ là cận 50-50%, nhưng mà có những cái ý của anh nói này, đó là hứa hẹn em ở đây thực hiện tốt đó. Thì cái này em sẽ có phân tích sau. Thì đó cũng là cái thứ mà trong cái tường của em á, em có nhắc tới vào ngày hôm qua. Hôm qua anh chị nếu để ý kỹ sẽ thấy đây này. Ngày hôm qua em có nói tới đó là, chờ em kéo xuống đây anh chị. Đây, ngoài đây là cái mà em muốn nói tới về cái việc mà đây chị, cái hôm qua em có nói tới về cái khởi động game. Cái này em nói cho vui thôi, nhưng thực ra em đang nói về những cái cổ phiếu mà đó đây, ví dụ Thế Giới Di Động, của Tích Công, Vinamilk, SSI, rồi hàng không Việt Nam, Sabeco, ACV, PLX, rồi một số cái liên quan tới ví dụ như là đường Quảng Ngãi, rồi một số doanh nghiệp mới lên sàn lớn sắp tới sẽ lên sàn, ví dụ như là Viettel, Mobifone, hay là Tổng Thương mại Sài Gòn Sacha, hay là nhiều các doanh nghiệp khác nữa. Và ngày hôm qua thì trong cái bài nhận định của em về cái kính gửi các nhà đầu tư á, em cũng có nói rất là rõ chi tiết về cái năm con gà này. Năm này thì năm là sóng sánh nó sẽ nhiều, sóng sánh nhiều lên xuống, tạo một cái hình sin rất là đẹp, phức tạp nhưng mà đẹp. Đó là cơ hội cho nhiều anh chị em. Thì tổng kết cái năm cũ và đầu năm mới thì em cũng đã đưa ra những khuyến nghị, anh chị vui lòng là theo dõi những cái khuyến nghị của em, những khuyến nghị của em cho cái tầm nhìn mới, tức là cái tầm nhìn dài một chút, tầm nhìn dài hạn một chút, tầm nhìn tích cực để anh chị đưa vào cái danh sách để theo dõi những cổ phiếu đó. Ví dụ như em đang nói về Vinamilk chẳng hạn. Vinamilk thì bữa tiệc mới bắt đầu thôi. Em có dự báo Vinamilk sớm từ cách đây trước Tết luôn. Vinamilk về cái video video lâu rồi, video trong cái anh chị gõ cái trực tiếp chứng khoán mà tìm cái video á, trực tiếp chứng khoán. Đây anh chị, trực tiếp chứng khoán mà tìm theo video á thì sẽ thấy một cái video trước Tết của em. Đây này anh chị này, trong cái này này, video thứ 37 thì phải. Đây anh chị, cái đây là tất cả những cái video của em. Đây, video tới 35 thì phải, 35, 36, 37 mấy cái video này này, em có nói về cái cơ hội. Đây, video thứ 34 á, mua người chán á, hoặc là mấy cái video trước anh chị xem lại các video này, này. Em có nói tới Vinamilk, nói tới cổ phiếu Vinamilk, bởi vì Vinamilk là một cái thương vụ mà thâu tóm M&A khá là tuyệt vời trong năm 2017. Thương vụ này thì ngày hôm qua F&N có tiếp tục công bố cái việc là tiếp tục mua thêm. Thì tổng quan về thị trường như vậy, đúng như dự báo của em là ngành ngân hàng đang suy giảm, nhưng anh chị tiếp tục theo dõi cái khối lượng khớp lệnh này, phiếu BIDV này, công thương này, khối lượng khớp lệnh của BIDV công thương đang khá là tích cực. Chờ đợi cho em đến cái phiên nào mà bắt đầu là thanh khoản nó cạn kiệt một chút, giảm xuống, thanh khoản thì giá giảm mà thanh khoản giảm cạn kiệt và bắt đầu có dấu hiệu quay đầu thì anh chị có thể giao dịch được ngành cổ phiếu ngành ngân hàng. Cổ phiếu ngành ngân hàng GAT cũng vậy, GAT thì đang có cái việc là sắp tới đây sẽ có cái hàng chia về thì ngày về anh chị xem lại tích cực thì sẽ vào cổ phiếu ngành dầu khí. Bên cạnh đó thì vẫn theo dõi những cổ phiếu tích cực của năm 2017 gồm có Thế Giới Di Động, gồm có Hoa Sen, Hòa Phát, Công Dược Âu Giang, Nhựa Bình Minh, KDV, CVT, VCS và G chẳng hạn, G, SSI và HSHCM cũng là sẽ là cổ phiếu được đánh giá tích cực khi mà sóng sánh của đầu năm chưa có nhiều tín hiệu. Và anh chị cũng thông báo với anh chị luôn là ngày mai thì chúng ta họp thì chúng ta nói về những cái vấn đề ảnh hưởng của việc mùa đại hội cổ đông sắp tới là sẽ là mùa đại hội cổ đông. Đầu xuân năm mới thì là sẽ chuẩn bị bước vào mùa đại hội cổ đông. Anh chị theo dõi những cái kế hoạch kinh doanh trong cái mùa đại hội cổ đông. Thì em thường là đầu năm thì em hay tham gia rất là nhiều các cái đại hội cổ đông, nên là em sẽ có thông tin mới thì em sẽ cập nhật sớm nhất cho các anh chị. Thì 105 anh chị đang theo dõi em này thì vui lòng mỗi người cho một like đi, cho một like để ủng hộ em về cái trực tiếp và cái cung cấp thông tin thị trường nữa anh chị. Còn cái nhóm mà gọi là nhóm cô đọng hơn á thì em sẽ thường xuyên gửi cập nhật thông tin, gửi mail và có thể là em sẽ bố trí những thời gian trực tiếp để đưa ra cái điểm mua bán vào những thời điểm phù hợp. Nhưng thường thì em sử dụng cái giải pháp là sẽ là gửi mail cho các anh chị và nhắn tin cho các anh chị. Và những cái cổ phiếu mua vào thời điểm phù hợp. Em không muốn xét nhóm bởi vì trong các cái nhóm mà chúng ta tham gia thì cũng rất nhiều thành phần và em chưa có thời gian để mà lọc hết được cái trong đó có những thành phần nào là tích cực, thành phần tiêu cực. Nên nếu mà em xét thành một cái nhóm thì sẽ dễ dẫn đến câu chuyện là những người trong nhóm sẽ hay gọi là hay connect với nhau, dẫn đến câu chuyện là cái ý của em nói nó bị suy diễn hoặc là những cái vấn đề mà nó liên quan đến câu chuyện là không được cái gì tích cực cho các anh chị mà nó để trở thành tiêu cực. Nên em để em có một thời gian em xem xét lại cho nó phù hợp các cái nhóm của chúng ta hiện tại đang tham gia, rồi em mới xét thành cái nhóm là gọi là Skyper hoặc là một cái số cái nhóm mà đi vào chuyên nghiệp hơn. Nhưng chúng ta họp nhóm với nhau là mục đích là bởi vì là em muốn là tìm hiểu hoặc là chia sẻ với anh chị nhiều hơn những cái thông tin để chúng ta hiểu nhau hơn thì sẽ đưa ra được những cái gọi là cùng nhau chia sẻ cơ hội mà hợp tác những cái thành công nhất định, được không anh chị? Thì sắp đến giờ ATC rồi thì em cũng có một chút cái lệnh để giao dịch mà nếu em đang trực tiếp màn hình nên là cái việc mà em giao dịch nó không tiện lắm. nên khả năng là khoảng tầm 5 phút nữa thì em sẽ dừng trực tiếp. Và cũng một lần nữa là mong là những anh chị nào mà tham gia cái ngày mai họp nhóm á, thì vui lòng để lại cái thông tin ở dưới là có tham gia hay không ở cái bài viết này này. Thông báo họp mặt đầu xuân á, để em biết đường là chuẩn bị cái việc họp mặt cho nó được chu đáo, để mong được cái công tác chuẩn bị cái việc họp mặt buổi sáng mai cho nó thành công. Em thì sẽ trực tiếp pha cà phê mời các anh chị họp mặt sáng ngày mai đây tại cái link này. Địa chỉ của chúng ta thì ngay trong khu Thảo Điền quận 2 luôn, ở một cái khách sạn sự dịch vụ khá là lớn. Khách sạn này chuẩn bị đi vào khai trương, nó là cái khách sạn mà em đang để mấy tấm hình này này. Ok các anh chị, đầu xuân thì gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể anh chị em, chúc năm mới phát tài, mừng các anh chị, mừng chúc gọi là mừng tuổi các anh chị bằng 2 cổ phiếu mà anh chị có thể xem xét theo dõi, đó là PVS và PVD, thêm cổ phiếu GAT nữa. Anh chị nên xem xét theo dõi PVD, PVS và GAT là 3 cổ phiếu mà anh chị có thể là xem theo dõi. Thêm nữa là cổ phiếu mới bắt đầu của tiệc rượu hôm nay, đó là Vinamilk. Phiên hôm nay thì phiên thứ hai rồi, Dược Âu Giang cũng là một lựa chọn không tồi. Ok, chào các anh chị.